Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày thứ hai đầu tuần thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem là bên mình có những gì nè. Hàng hôm nay là bên mình sẽ có những hàng mới như thế nào nè. Hôm nay thì mình xin phép giới thiệu với mọi người là cái này là hàng mới. Hôm nay là nó cũng là hàng cũ thôi, nhưng mà đợt này mới có nè các bạn. Cái này là chim chép đó các bạn. Con chim chép nè, thấy không? Đó, hàng mới luôn. Hàng hôm nay thì nó ngon, ngon lắm các bạn. Nhưng mà bữa giờ không có hàng mấy tháng này rồi, bốn năm tháng này rồi hàng không có này. Chim chép này, con chim chép này thì mọi người đều rất là thích con này, tại vì nó ngọt thiệt đó các bạn, nó ngon đó, hàng hấp dẫn luôn nha. Đấy, chim chép này, con này là hấp xả Thái thôi, rất là ngon, chim chép hấp. Rồi hôm nay là sò huyết thì hôm nay nó to các bạn, nó to đều 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 với nhau, sau này sẽ đều nè. Đó, đây sò huyết này thì các bạn biết sao không? Nó ngon thì nó ngon thiệt á, nhưng mà nhiều khi đó, nó cũng có cái rủi ro là một con nó chết đó. Mình nhiều khi mình kiểm tra không có kỹ được hết đó các bạn, nó cũng bị sót một hai con á, và vẫn bị hư rồi các bạn à. Nhiều khi khách ăn đó, nó trúng một con là nó trả nguyên dĩa luôn à, cũng phải chịu, tại vì mình làm hải sản mà mình bao ăn bao đổi rẻ, cho nên là nhập sò huyết ngon thì ngon thiệt đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng có nhiều cái rủi ro đó. Rồi tiếp theo bên đây các bạn, bên này thì hôm nay là có sò chén đó nè, sò chén to nè. Sò chén này thì bên mình nướng mỡ hành, nướng phô mai rất là ngon đó. Rồi tiếp theo đây là ốc nhảy các bạn, ốc nhảy đây là số 1 rồi, không cần phải nói đúng không? Ốc nhảy đây các bạn, nếu mà các bạn đã từng ăn ốc nhảy thì biết rồi, con này nó rất là thơm nha. Bình thường á, nó còn sống như gì nó đã thơm rồi, mùi hương nó rất là dễ chịu, nhưng mà khi mà mình hấp lên nó các bạn, rồi nó thơm rất là ngon, cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Đây là ốc nhảy nha, nó có hai loại ốc nhảy là ốc nhảy đỏ và ốc nhảy trắng nha các bạn đó. Đây, còn đây là nghêu. Nghêu hôm nay thì đây là nghêu thường nè, nghêu đây là size nhỏ này các bạn đó. Đó, các bạn xem. Còn đây là sò lụa xanh các bạn, lụa xanh hôm nay thì ngon, ngon, nhìn hàng tươi rất là ngon, hàng này hàng mới về các bạn. Rồi còn đây là tôm tít, tôm tít đây là tôm tít size nhỏ này à. Rồi bên đây là ghẹ đá các bạn, ghẹ đá này thì bên mình mùa này sẽ không có ghẹ xanh với lại ghẹ nha, nó không có được ngon, bên mình nhập ghẹ đá đó, và lại giá nó cũng cao các bạn, cho nên là mình ít nhập mấy cái loại này cho nó, thứ nhất là nó vừa túi tiền của khách hàng và bên mình cũng dễ bán cho nó dễ ăn. Rồi còn đây là vòi voi, vòi voi này đó, hàng chất lượng không, tươi sống luôn nha các bạn. Đó, đây là vòi voi tôm sú, tôm sú sáng nay về hơi nhiều đó, các bạn coi hàng chất lượng không đó, đấy không, hàng cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đấy, đây. Đấy, cho các bạn xem. Đây, đây là nhờ cái dàn hồ cá này, cá bên đứng bên này nhìn qua này. Đó. Rồi, đây, tiếp theo đây là sò quẹo. Sò quẹo nha các bạn, nướng mỡ hành hấp. Rất là ngon luôn nha. Còn đây là biển xanh. Biển xanh thì hấp hấp thôi, con size này nhỏ cho nên là hấp thôi các bạn, không có nướng được nha. Còn khi nào có size lớn thì mình sẽ nói các bạn là size lớn là như thế nào và nướng như thế nào luôn. Còn đây là sò mai, sò mai nướng nó hành, hoặc là sò mai nướng trứng nha các bạn. Còn cái đây nếu mà ở nhà mình á thì mình sẽ cái con này mình sẽ xào sả ớt rất là ngon, con này mà xào sả ớt lên nhậu thì thôi rất là ngon luôn. Còn bên này là ốc hương nè, hàng tươi sống luôn đó. Rồi còn hôm nay thì vẫn như mọi ngày là cá mú này đó, đây cá mú này nha các bạn, cá mú đây đó ha, hàng chất lượng á, cá mú. Đây là cá nhám này, cá nhám, cá nhám hôm nay về hơi nhiều. Rồi bên này là cá đuối, cá đuối thì hôm nay về được 2 con đây các bạn đó, cá đuối này hàng chất lượng luôn đấy. Cái chim, chim bên đây là tôm bông các bạn,
tôm bông này. Đó, cho các bạn coi, size này thì size từ 5 đến 6 lạng một con thôi nha các bạn. Yes, tôm bông này. Đó. Đây, tôm đây là tôm Alaska. Đây. Tôm Alaska này các bạn. Đây tôm Alaska luôn. Đó. Cực kỳ là hấp dẫn luôn nha các bạn. Còn bên này là tôm Úc nè, tôm đỏ Úc nè, mới về. Đây. Đó, cho các bạn xem. Hàng chất lượng luôn nha. Đây. Đó. Ok không? Đó, các bạn thấy không? Hàng chất lượng tươi sống rất ngon luôn nha. Rồi, đến đây thì mình cũng xin phép được dừng cái clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong cái thời gian vừa qua. Nếu như mọi người cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để mình có động lực ra nhiều cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau.